Sau 3 ngày tổ chức lễ viếng tại chùa Ấn Quang, sáng sớm ngày 12 tháng 4, đông đảo nghệ sĩ bạn bè đã đến tiễn nghệ sĩ Anh Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng. Không khí tang thương bao trùm khi người thân của cố nghệ sĩ Anh Vũ thất thần nhìn linh cữu. Bạn bè nghệ sĩ rưng rưng nước mắt đến chào tạm biệt người đồng nghiệp, người anh em thân thiết. Ngoài những hình ảnh xúc động đó, vẫn còn có hàng trăm người dân tụ tập quay phim chụp ảnh và gây khó khăn cho việc di chuyển linh cữu nghệ sĩ Anh Vũ tại đoạn đường Sư Vạn Hạnh. Chưa dừng lại ở đó, biết đây là sự kiện được nhiều người quan tâm nên các YouTube đã chờ sẵn tại các địa điểm an táng để livestream. Tại nghĩa trang, trong khi gia đình các nghệ sĩ ai cũng nghẹn ngào trước giờ tiễn biệt nghệ sĩ Anh Vũ, thì đám đông hiếu kỳ vẫn đổ về chen lấn, leo lên cây, dẫm lên cả các phần mộ bên cạnh chỉ để tìm một vị trí đẹp theo dõi đám tang này. Những người này thậm chí còn chuẩn bị đầy đủ các thiết bị phát 3G, máy quay, sạc dự phòng để quay hình lễ tang nghệ sĩ Anh Vũ. Phản cảm hơn, có người còn vô tư livestream trực tiếp và kêu gọi bình luận, thả tim trên mạng xã hội cười đùa, khiến cho nghĩa trang Phúc An Viên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh trở nên náo loạn, dẫn đến không khí có phần mất kiểm soát. Khi bị nhắc nhở về hành động này, không ít người trong số họ quay ra chửi gia đình và những người phụ giúp gia đình anh Vũ lo hậu sự. Đáng lên án hơn là lợi dụng lúc đông người, kẻ gian đã ra tay trộm cắp, móc túi, khiến một số người dân bị mất tài sản giá trị. Người nhà nghệ sĩ Anh Vũ đã rất khó khăn để có thể hoàn thành việc lo hậu sự cho anh. Trước đó, nghệ sĩ Anh Vũ được phát hiện qua đời trên giường ngủ trong chuyến lưu diễn tại California, Mỹ hôm ngày 1 tháng 4. Nguyên nhân chính xác vẫn chưa được công bố. Ngày 6 tháng 4, lễ viếng Anh Vũ diễn ra ở California, Mỹ. Gần 500 khán giả đồng nghiệp đến thắp hương cho anh. Ngày 9 tháng 4, linh cữu được đưa về Việt Nam đặt tại chùa Ấn Quang. Trước khi mất, đồng nghiệp nhận xét sức khỏe anh Vũ sa sút và thường xuyên mất ngủ. Anh phát hiện mắc ung thư đại tràng năm 2000 và lạc quan chiến đấu với bệnh tật suốt 19 năm, nhưng anh lại bất ngờ ra đi ở tuổi 47. Anh Vũ sinh ngày 28 tháng 7 năm 1972, từng là phó giám đốc sân khấu kịch Kim Châu, một trong những điểm diễn cũ do bà bầu Hồng Vân quản lý. Anh là diễn viên nổi tiếng của làng kịch phía Nam. Ngoài ra, anh cũng được yêu thích qua nhiều vai phụ trên truyền hình, điện ảnh, trong đó để lại dấu ấn là vai má mì phim Gái Nhảy của đạo diễn Lê Hoàng. Anh từng 3 năm liên tiếp đoạt giải chương trình Gala Cười. Ở sân khấu kịch, nghệ sĩ Anh Vũ đang có những vai diễn quan trọng tại sân khấu Hồng Vân trong các vở Đình Cõi Âm, Một Cha Ba Mẹ Tắt Đèn Là Chạy, Hồn Oan 12 giờ đêm. Trước đó, anh cũng đóng trong các vở Số Đào Hoa, Con Nhà Nghèo, Thay Rễ, Người Vợ Ma, Cầu Tèo Về Nước, Cưới Giùm. Ở lĩnh vực điện ảnh, anh Vũ từng gây ấn tượng với vai má mì trong phim Gái Nhảy nổi tiếng của đạo diễn Lê Hoàng. Ngoài ra, anh còn tham gia một số bộ phim như Khi Đàn Ông Có Bầu, Gái Ế Kén Chồng, Ngày Tình Yêu. Anh Vũ đã 3 lần nhận giải diễn viên hài hước được yêu thích trong Gala Cười do VTV tổ chức năm 2004, nhận giải Cù Nèo Vàng của báo Tuổi Trẻ Cười. Ngoài ra, anh còn được trao các giải Đủ Cười Vàng, diễn viên, nhóm hài được yêu thích. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Anh Vũ cũng được biết đến như một gương mặt gắn bó với các hoạt động công tác xã hội từ thiện. Sự ra đi đột ngột của anh là sự mất mát to lớn cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả.